hai chào nhau vào xin lớp mình là lũ s 8 rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay hôm nay là thứ tư ngày mai là thứ năm à, hôm nay thì sẽ có lịch event mới ngày mai thì sẽ có uh, cập nhật mới uh, ấy thành ra mình có video tương đối sớm uh, trên trang chủ của nhà phát hành thì hiện nay vẫn chưa có thông tin update mới chưa có thông tin uh, update mới à, thành ra là các anh em chờ cho mình uh, thời gian nhá không nhỉ chưa có thông tin update mới à, nhưng quay bác không phải chờ hết cả à nhưng mà trên trang chủ ở nhà phát đấy trên fanpage khác các bạn nha trang chủ phát thì đã update lịch rồi họ vừa mới update lịch cách đây uh, chưa được tiếng đâu đấy chưa được tiếng đâu một giờ bốn phút giờ mấy chủ của họ thì uh, cách đây khoảng 30 phút thôi đấy là có lịch rồi ở đây thì mình không biết đâu mấy anh em ở trên group Uh, có đưa cho mình cái link uh, thì thôi mình vào mình uh, cái gì nhỉ check cái link này mình có mình tự vào được mà đây nó là cái link ở chỗ này này à, Đấy à, đúng không đấy ok uh, thời gian thì bắt đầu từ ngày 29 các bạn nhá hôm nay 27 mai là 28 uh, ngày kia là 29 đấy là sẽ bắt đầu các bạn ạ rồi chúng ta xem lịch event mới của cái gì nhá <laughs> uh, chắc chắn đây có võ xin mới mèo ấy uh, lịch event này chắc là hai tuần đấy, lần trước là 3 tuần rồi này hai tuần rồi quẩy rồi Ờ, ngày 29 là bánh bao bánh bao không quan trọng Những cái gì không quan trọng là mình bỏ qua hết các bạn nhá Bán trang phục của Shunay vào ngày 29 luôn Và ngày 29 cũng là sự kiện hồn hạp kép Tất nhiên là sẽ có sự kiện hồn vũ khí đi kèm Và kèm theo đó là sự kiện tiêu kim cương kép uh, Của cái phần uh, trứng cũng như là vòng quay hồn hạp đấy Quay đủ số lần thì cũng nhận được kim cương hoàn trả Nói chung thì vấn này là ngon Và cặp võ sĩ lần này chính là Silent Soldier và Shunay. Đấy, Shune thì tương đối cũ nhưng Shailen Soria Leola thì vẫn là một võ sĩ rất là mới và hiệu quả của nó đem lại thì nhiều người vẫn chưa tin tưởng. À, nhưng mình thì mình tin rồi các bạn nhá. Thời gian diễn ra trong vòng 3 ngày, 29, 30, 31 các bạn ạ. À. 1 thì không có đâu. Rồi kèm theo đó là bán á, trang phục của nó đây đấy miền tiêu căng kép các bạn này. Đấy. Ngày 30 thì có bảo vệ hay là sân bản sao của Kula và Lemless đây là bảo vệ cu và săn bản sao lemoness uh, đây là vượt mặt bí chuyện không quan trọng lắm bán trang phục ở đây mình nghĩ là, là in lỗi các bạn nhá không phải trang phục của kia flame đâu mà nó là của silent uh, sodio leola uh, leola chiến binh ấy, hoặc là Chun Đấy thì bao giờ nó cũng thế mà đúng không hồi nào kép thì bán hôn vũ khí và trang phục trong cùng một đợt nói chung là bạn nào mà còn chơi uh, cái gì nhỏ uh, silent uh, leola chiến binh và đây thì nói thật là hơi kỳ Đấy sẽ có võ sĩ mới bên dưới các bạn nhá, hãy cùng theo dõi, tiếp tục này. chỉ nhiên không quan trọng lắm mình bỏ qua các bạn nhá, xem bản sao zero. Bán gói limited pack lần trước là cặp uh... lần trước thì là cặp uh... Leola chiến binh và Shunay, không rõ lần này sẽ là cặp gì. Ngày 31 sẽ bán, đúng một hôm duy nhất thôi. Ờ uh... à, 22 ngày sẽ được mua, như vậy là có lẽ là xem 77 78 cũng được mua. Không biết được 22 ngày chưa đến lúc đấy 22 ngày chưa, không rõ các bạn ạ. Bán trong một ngày duy nhất. Cào vàng sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 đầu tháng. Ờ, đầu tháng thì cũng có cộng thêm 3 lần cho màn khó không quan trọng. Weekend bay rồi chúng ta sẽ có điểm danh tuần. Ờ, mỗi ngày chúng ta sẽ có thêm một ít dương mảnh tư chất 14 bốn ờ, và 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 kim cương. Đấy, ngày cuối mới được nhận các bạn ạ. Ngày thứ sáu mới được nhận. Tổng của nó mình nhớ không nhầm là 350 kim cương hay sao? Ba trăm kim cương. Bơm kim cương hơi ác đấy. Speed on sale là bán thể lực với giá rẻ hơn tí thôi nhưng không phải là X2 thể lực nên không quan trọng lắm. My đây là bán đồ ăn cho võ sĩ mình không rõ là võ sĩ gì. À, và cái quan trọng các bạn nhìn thấy đó là Rising Dragon Kensu hay còn dịch là Kensu Tiểu Long các bạn nhá. Dragon là rồng rồi còn Rising là thức dậy đúng không? Đấy, các bác cái dịch là Kensu Tiểu Long mình thấy cũng là cũng là khá là hay hoặc là dịch là kensu thức tỉnh đại loại gì đấy rồng thức tỉnh này thôi gọi dịch là kensu tiểu long nhá nghe nó cũng có vẻ vui vui đúng không à, chứ thằng này thật sự nó không còn bé đâu ạ à. cái tầm này nó trâu bò lắm rồi à, chúng ta sẽ cùng đón một võ sĩ tư chất 15 mới được tiến triển từ tư chất 12 Athena thì có bản tư chất 12 14 15 nhưng kensu thì nhảy một phát từ 12 lên 15 luôn đấy, bộ đôi bánh bao và kensu À, bộ, đôi Kensu và Athena bánh bao đấy và Athena là bộ đôi tư chất thấp được dùng được nhớ rất nhiều người tin dùng ngay từ ngày đầu ra mắt và bây giờ thì đang ở trong triệu viện trợ còn cặp tư chất 14 À, tư chất 14 thì Ken, Athena cũng rất được ưa chuộng rồi à, Tư chất 15 thì còn được ưa chuộng hơn nữa Khi mà người người nha nhà Mọi đội hình thì đều Đều đang sở hữu Athena tư chất 15 Mặc dù nó thật xem quốc tế <laughs> Yếu quá không ạ à? Yếu quá Hồi máu yếu chiếc mỗi cái là bao cát thôi Nhớ đâu cái gì ạ, hôn vũ khí tra là cái gì ạ các bạn ạ Đúng cái bao cát thôi Đấy, còn lưng s mắc này chưa biết cho nên tạm thời còn tư chất 15 của kensu thì chúng ta sẽ xem nó như thế nào ngày mai chiều mai chứ không phải chiều nay sẽ có bản cập nhật xong xuôi và chúng ta sẽ cùng vào xem mà bộ kỹ năng nó khác biệt gì không nhá à, so với các server khác không thời gian diễn ra từ ngày mùng 1 mùng 2 mùng 3 như vậy đua bot bây giờ chỉ trong vòng 3 ngày thay vì 5 ngày như mọi khi. Đấy các bạn lưu ý nhá. Đấy, từ 1 đến mùng 4 hay mùng 1 mùng 3 là kết thúc rồi. À, thì sao nhỉ? Các cái này thì mình cũng không biết là nó có lỗi tech hay không. Như dạo này nó lỗi, lỗi tech hơi nhiều. Đấy là mình đợi in game thì chúng ta mới biết được rõ ràng các bạn nhá. Còn tạm thời là trong này nó ghi là 3 ngày. Đấy, mình xin các bạn lưu ý. Đấy. À mình xin lỗi nhầm 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 đây là vòng đua quái đâu ông chi bịa đấy nhăng mình xin lỗi đây là bán trang phục ừ, mình sợ không phải bán trang phục gọi bán đồ tăng đẳng đồ tăng viện tăng đẳng tăng trang bị thì trong 3 ngày các bạn nhá. 3 ngày đầu. Đấy còn đâu. Đồ boss thì vẫn là 5 ngày. Mình xin lỗi. Đây 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 đúng không? June 1. Đấy, 5 anh em. 2 June 6. Uh, 5 anh em. Rồi ok, nghĩa từ ngày 1 đến ngày 5 các bạn nhá. Đấy, ok. Uh, đồ boss thì vẫn thế đúng không? Ok ok ok. Tất nhiên là nó sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày kèm theo cùng với máy kéo à, uh, 14 ngày tài khoản đăng nhập 14 ngày là có thể tham gia rồi thành ra các bạn S77 S78 là đã có thể chơi được rồi Xem S778 thì người ta phun mèo từ, từ, từ tuần trước rồi Thế lần này sẽ tiếp tục được ăn mèo Như vậy là hai con mèo của S7778 cách nhau có đúng tuần các bạn ạ Vãi tật Thậm chí ờ uh, có khi cách nhau đúng tuần Sợ tật đấy Đúng không Kim cương nó phải gọi là lạm phát các bạn ạ ờ, uh, Đua sai con bốt hoặc sai Giờ không phải đua sai một con bốt mà nuôi sang một con viện trợ này là toi hết thì các bạn nha toi mấy con mèo chứ không phải toi một con mèo đâu nên là thành ra nó cũng chưa biết chừng đâu đúng không đấy, các bạn đua hay không đua ken su tiểu long thì phải suy cho kỹ nhá ngày mùng một thì cũng sẽ có Even nạp tích lũy Ban mươi kim cương rồi lại bạn nào mà đạn thóc gì đấy đúng không lúa liếc gì đấy hay thận liếc gì đấy đấy đại loại thế đúng không đấy thì công giao bán dần nhà vừa <laughs> ngày mùng một ngày mùng năm các bạn nhá event nạp tích lũy ở ngày mùng 2 thì có bảo vệ à, của phim của Xiaomi. Các event không qua không quan trọng lắm mình sẽ bỏ qua các bạn nhé. Đồn hiệu đồn sách vào ngày mùng 2. Ngày mùng 3 có mini game Sun Orochi. À, và săn bản sao của Lưu Karate còn từ chất 14 đấy. Nhiệm vụ tuần cho ngày mùng 3 không quá quan trọng. Đây là bán gói thức tỉnh vũ khí cho ai đó không quan trọng, không phải chất 15 không quan trọng vốn không quan trọng lắm rồi nói chung thì trong những ngày đua bot mình nói thật even nữa nó chả có gì quan trọng đấy, Lượt lướt qua cho nhanh nhá đây là cái gì Đồ hiệu cuốn sách này là kêu nhảy lâu là tháo xe vàng này bán qua ta đẳng này đấy vẫn là trong rồi đã à đây đây ngày mùng thì bắt đầu kết thúc vòng đua rồi tham limited exchange nhớ biết nó cho đổi cái gì đó bỏ qua đây à cái này là sẽ có đồ tăng viện trợ cho con cho con đêm led của mình đúng không À được event tiêu cương à, nhớ, Mình nhớ là sau khi đua xong đêm Cái su thì sẽ có event tiêu cương Đấy bán hồn vũ khí mà Ngày mùng 6 Đây là bán trang phục cho cái su tiểu long Chứ không phải cho tung các bạn nhá à, là Lỗi tách nhá Tung liên quan gì ở chỗ này Nhăng nhăng Đấy, em nhiên, trứng, trứng của tung Đấy, là Lỗi tách trăm phần trăm các bạn ạ Lên được cái việc lỗi tách là chuyện bình thường các bạn nhá Để Mình thay mặt nhà phai Cái gì nhẹ đính chính luôn đấy nhá đấy, Ok Spend for reward là tiêu kim cương chắc chắn rồi ờ, trong quá trình tiêu kim cương thì nó sẽ ra một số cái mảnh của cái su tiểu long đấy Archicrit Garden là khu vực mật của của Archicrit nói chung bình thường thôi, chả có gì đặc biệt đâu. Bỏ qua đây, không quan trọng bỏ qua đây. À lại bảo vệ cái chất bản sau Ash luôn được à? Đấy, ngon phết nhỉ. À, campaign Reward Double X2 màn chính ngày mùng 7, ngày mùng 8 các bạn ạ. Đấy, các bạn thích thể lực thì tích được nhá. Nó cũng có X2 thể lực luôn kinh khủng khiếp đấy các bạn ạ nói chung thì đợt này nhà phát hành hay x2 thể lực lắm x2 màn chính lắm thì những người chơi ở vừa mới về đấy thì mình nghĩ rằng thậm chí là 75 76 luôn đấy sẽ đuổi rất nhanh các xe vừa cũ đấy, đuổi rất nhanh mình cho rằng đấy là động thái tốt chứ đúng không đấy, ra chậm rồi mẹ còn đi xong nhiều quá đợi lâu lắm x2 ngày nhanh lắm một tháng phải đến hai ba lần cái loại ít nhất là hai lần các ngày các bạn ạ đấy, các bạn mà biết xả thể lực đúng thời điểm mua thì đúng, đúng thời điểm là tăng nhanh lắm tăng level nhanh cực luôn mùng 7 mùng 9 các bạn nhé à, những event không quan trọng mình vẫn xin nhắc lại là bỏ qua đây là xong ở xong Eli ngày mùng 8 rồi đổi run hot run ngày mùng 9 run sự even run cũng ra rất nhiều các bạn ạ à, liên tục tục luôn và nó sẽ không có event tiêu cương ở à, đi kèm với hot run thì dạo này sẽ thường là máy kéo và đổi hồn viện trợ ấy các bạn ạ à, máy kéo nhá mùng 9, mùng 10. Đấy, không nguyên vật tiêu kim cương. Đấy, có nạp để đập búa kim cương. Đấy, đập trứng, đập dai có kim cương. Đấy, bạn nào mà làm siêu đợi tức tầm lại ngon hoặc là ai mà muốn tích kim cương thì cũng có thể nạp vào đợt này. 450 kim cương. Nó rơi vào khoảng hơn 10 đô. À, 250 đến 270 đại loại thế. Ở đây là phòng thủ Kula đúng không? Đấy. Thôi cái, cái, không quan trọng mình bỏ qua Chẳng hết rồi đấy Săn bản sao của Athena Hồng như Trong Minh 2 bên Master không phải là Không phải là X2 màn chính nhá Vượt màn chính nhá Cho một số mảnh trên 14 thôi à, Father Day Special Task Ngày 11 cho đến ngày 20 à, Ngày của cha Nghe lạ thế nhỉ ở, à, Việt Nam thì không có ngày của cha các bạn ạ À ngày của cha là Là của bên nước ngoài thì Việt Nam không có các bạn ạ à, Ngày 21 tháng 6 các bạn nhỉ Ờ à, Sao lại lại lại, lại cho trước ẩn à, Nó lại, lại cho buồn cười nhỉ Sao là ngày 21 tháng 6 mới đến cơ mà Tổ chức vào ngày 19 tháng 3 ở Thời chủ trung cổ Ngày tổ, tổ chức nhiều ở Và các ngày khác nhau à, à tổ chức ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới Phổ biến nhất vào các tháng 3, tháng 4, tháng 6 Ê bách trường ơi tháng 5 À, tháng ờ à, tháng, tháng 6. À hiểu 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 à, đúng 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 đúng. À lớp chủ biến rồi tập trung tháng 6. À đúng rồi à, hiểu 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 hiểu. À, bổ sung đấy kiểu. À như là ngày của mẹ ngày anh chị em ngày của ông bà. Phiên bản ngày của cha do ông Smart này uh, Smart uh, khởi sự. Rồi, theo wiki thì nó diễn ra vào khoảng ngày 21 là bắt đầu các bạn ạ. Đây đúng không? Đấy thì lịch event này của nó thì lại bắt đầu từ ngày 11 cho đến ngày 20. Đấy, thì mình nghĩ rằng là là các bạn. Ơ à, cái gì đây? Ơ. À. Ôi <laughs> giời là cho robot free rồi các bạn ạ. À. à, thì ra là thế. 4 ngày các bạn nhá. Đấy, 79 mà ra tầm này thì lại ăn hàng free nhé. Đấy. Ờ à, à. à như vậy là lần này sẽ update đồng thời hai võ sĩ. À không, hoặc là một võ sĩ thôi. Để đợt sau mà. Vì ngày 20 thì lâu lắm các bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ ra ngày 1 mà. mùng 1 thì thường đường đến 13 14 thôi. Em à ở dưới hết là sao ấy? À vẫn còn à Ờ à, đấy Đấy đại loại là tạm thời thế này đó các bạn nhá Đâu rồi Đây Spare Talk ấy. <laughs> Rồi Ngày 11 đến ngày 20 em Ngày 19 nhá Đấy à, 20 nhá thì um, Claim the page à, Thu thập các cái huy hiệu Đấy à, Trong ngày của cha Để quy đổi ra cái, cái, các, các túi chứa robot tím À robot 11 các bạn ạ À, robot tím này đúng không? Robot 11 là năm 2001 chứ không phải là tư chất 11. Đấy tư chất bé chất của robot hiện nay là từ chất 13 rồi bản tốt hơn 14 đây sẽ là bản từ chất 15 à, nó có bộ trang phục màu tím nên thành ra người ta gọi tắt là robot tím để cho nó nhanh để phân biệt cho nó nhanh gọi biệt danh vẫn dễ nhớ mà ấy thì các bạn truyền làm nhiệm vụ thôi nhiệm vụ này free các bạn nhá ấy trời nó cho robot tím free các bạn ạ à. chết người không nhớ lần đầu tiên trong lịch sử Đấy, các bạn ạ à, bản quốc tế lại cho con free thế <laughs> nên mình nói thật nhá Ấy, chia chưa buồn với các anh em cực cạn lưu chứ không phải chưa vui đâu nhá Nhấy, mấy cái đồ free thì các bạn biết chất lượng nhá hỏi đấy ấy, thường là không ra gì nhanh cho đầu vuông à, nhưng mà không biết được không nhá à, mình đoán đấy nhá à, nói trong tương lai chúng ta phải xem cái uh... trong tương lai chúng ta phải đọc xem cái bộ kỹ năng của nó như nào đã thôi chờ nhá các bạn nhá cùng chờ ơi trời ơi ra hai con liên tiếp <laughs> à, ngày 11 đến ngày 13 thì bán uh, trang phục của Seki à, liên quan Seki đây hồn nào à Ờ, hồn hạp thật các bạn ạ đấy, Tiếp tục là hồn hạp như vậy Ngay sau vòng đua boss thì sẽ là uh, Event Even chuỗi even ngày của cha Nhưng event này Event nhỏ thôi Chuyển qua là nhiệm vụ thôi Đến ngày 21 thì mới cho đổi Đấy uh, Event nó làm khá đấy nhỉ đấy, bọn, này, bọn này, bọn này bắt đầu làm event được khá khá đấy rồi đấy Còn đâu sẽ là bao quanh nó sẽ hồn hạp này uh, Trứng này Rồi là viện trợ này Hot run hot rủng đấy. đấy, Các bạn nhá Đây lại tiếp tục lại Đây hồn hạp kép của Tung Và osqua Đấy hay còn gọi là thần bài Theo watching for you, don't miss out Họ đang chờ đón bạn đó, đừng bỏ lỡ nhé đấy. À, trứng luôn, kèm theo là even tiêu cưng luôn đấy, Trứng thì có hai loại đấy. Cái gì đây chạy xa đấy Ây công này copy nhanh nhăng À nó lộn giữa hai phên với nhau các bạn Lúc ấy ở trên kia mới là của la xa Ở dưới đấy một của tung đấy, Nó lộn các bạn nhá Và cũng có hồn vũ khí của luôn Đấy Uh, lucky Draw ở uh, đây là event tiêu cương các bạn nhé, quay hồn hạp đủ số lần nhận thêm thưởng. Span reward thì là tiêu cương nhận lại, nhận lại vật phẩm và cuối cùng là bán trang phục cho Oasis ngày 13 ngày cuối cùng. Ở uh, đây cũng là cái event uh, cuối cùng trong cái chuỗi ở event này. Ở trong lần này sẽ có rất nhiều điều thú vị. Đấy. Uh, hai lần hồn hạp kép, uh, một vòng đua bốt một mèo, một lần quay viện trợ ờ, uh, một lần hot run đấy rồi là cái gì uh, chuỗi phần để lấy đồ chuẩn bị lấy đồ bất tím đấy uh, event tuần này các bạn nhá theo mình thấy sẽ là even rất đáng hay ho đấy đúng không uh, tương đối dồn đấy uh, chúng ta không phải chờ đợi lâu quá đâu đâu hôm nay 27 rồi theo lịch chỉ còn một hai ba bốn năm nữa thôi uh, chúng ta sẽ có cái tiểu long uh, với uh, vòng quay mèo ai à, ngay chào lo cứ rút thôi phê đấy đúng không phê đấy phê đấy <laughs> rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé đừng quên ấn uh, uh, nút theo dõi hay là đăng ký kênh ấy để cập nhật những thông tin sớm nhất của giới quyền vương 98 tám bản uh, xem quốc tế bản mà mình nghĩ là đang là uh, đáng chơi nhất thời điểm hiện tại đấy, các bạn dồn lực vào nó và các bạn sẽ không được à không bị gọi là uh, hụt đợt đâu Đấy, game đang càng ngày càng hay ho thú vị các bạn ạ nó cho đoán một trong bốn con và nó ra đồng thời hai con một con vòng đua tất nhiên rồi và một con free thật là bất ngờ đúng không các bạn rồi rất cảm ơn phi fan hẹn gặp mày trong lần tiếp theo nhá <laughs>